đổ cho xong đổ cho dữ rồi giờ tìm nữa giờ không có đồ chơi phải không? Coi sướng không? Ra ngoài đi. Ơi, chứ ngoài gì? Dùng chi dạ. Đó, vậy đó. Bỏ luôn. Không thèm lượm luôn. Gì? Nói gì đó? Chứ ngoài làm gì đó? Ừ. Đó vậy đó. Bố có nó nạt ghê chưa? Nạt ghê không? Ừ, ghê chưa? Vậy đó. Bỏ luôn, thèm lụm luôn. Cũng thèm lụm luôn. Dặn nghe. Dặn nghe, không lụm nữa. Chứ ngoại gì đó hả? À ngoại đi, nói chuyện gì với ngoại vậy? Ừ. Dòm gì vậy? Chơi ngoại lụm nè, không cho chơi luôn nè. Họ dẹp luôn, không cho chơi luôn. Lụm cho con cái con đổ mà dẹp luôn. Không. Không cho chơi. Dẹp luôn. Ai không đâu mà lụm đồ chơi cho hoài rồi đem đi đổ. Hả? Ai ở không?
cười. Chục đồ chơi mà nó cười. Vậy nói gì ạ? Ừ? Nói gì? Buông tay luôn kìa, nó buông tay nó đi luôn kìa, giỏi chưa? Giỏi chưa? Giỏi không? À ngoài đi. À. Ồ. Ồ, chơi vậy đó. Ồ. Bể cái thùng luôn á. Có cái mặt đó kìa, cái mặt cũng không kìa. Cô mặc một đống đó. Nói gì? Nói gì? Cô có mặt tất cả. Ừ. Nói gì? Chết mẹ túng cậy. Nhạc nổ bà ngoại hả? Phải không? Ừ. Nhạc nổ ngoại hả? Nó vậy đó. Không có cho chơi luôn. Giận rồi, không có cho chơi luôn. Ừ. Nói gì vậy? Nhạc nổ gì vậy? Như mày. Cô đừng biết.